Sáng ngày 27 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh đoàn do chị Lâm Dư Quỳnh, bí thư tỉnh đoàn Bến Tre làm trưởng đoàn, cùng đoàn công tác Quyện Mỏ Kẻ Bắc do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Quyện làm trưởng đoàn, đã đến thăm động viên các đội tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn huyện. Đoàn đã đến thăm tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Anh Xuân, xã Tân Thành Bình và điểm thi trường trung học phổ thông Ngô Văn Cấn, xã Tân Thanh Tây. Lãnh đạo tỉnh đoàn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc ghi nhận những nỗ lực của các đội hình biểu dương, đánh giá cao tinh thần nhiệt quyết của các tình nguyện viên, tận tình giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh, đồng thời động viên các tình nguyện viên tiếp tục phát huy sức trẻ xung kích thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao để giúp đỡ thí sinh góp phần tạo nên một kỳ thi an toàn và thành công. Dịp này, lãnh đạo tỉnh đoàn, lãnh đạo quỹ ban nhân dân huyện, lãnh đạo huyện đoàn đã tặng quà động viên các đội hình tình nguyện và mong muốn các tình nguyện viên tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện tích cực, chủ động hỗ trợ hướng dẫn và giúp đỡ tối đa cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.